chiều ngày 30 tháng 3 năm 2023, Ban chỉ đạo chương trình phối hợp huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận liên ngành số 01, số 02 năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thỏa thuận liên ngành số 01, 02 giữa AG Banh Triệu Sơn và Hội Nông Dân huyện, Hội Liên Hiệp Phụ nữ huyện đã được triển khai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, đặc biệt là các hội viên hội phụ nữ, hội nông dân tiếp cận được nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo. Doanh số cho vay theo thỏa thuận liên ngành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 đạt 509.505 triệu đồng. Doanh số thu nợ 427.942 triệu đồng. Dư nợ đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 là 927.456 triệu đồng, tăng 81.563 triệu đồng so với đầu năm. Chất lượng tổ vay vốn được củng cố và nâng cao. Ban chỉ đạo tuyên truyền thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của chính phủ, vận động tổ viên tham gia hoạt động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ vay vốn. Kết quả số tổ xếp loại A là 310 tổ, chiếm 94,8% số tổ vay vốn. Từ nguồn vốn vay đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hội viên đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống hội viên. Góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người toàn huyện. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Hà Thị Lan Hương. Phó chủ tịch thường trực Hội nông dân tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2023: Kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo các cấp, phân công nhiệm vụ đối với từng ngành phụ trách cơ sở, thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai thực hiện tại các ban chỉ đạo xã, tổ vay vốn, hàng tháng báo cáo, trao đổi thông tin, nắm bắt những vấn đề khó khăn, vướng mắc để giải quyết kịp thời, phối hợp chặt chẽ để xử lý nợ xấu, nợ quá hạn năm 2022 liên ngành phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin về nhu cầu vốn tín dụng, về việc thành lập tổ vay vốn mới để ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tiếp cận giải quyết nhu cầu vốn kỳ thời cho tổ viên phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ. Tại hội nghị đã công bố quyết định khen thưởng của Ủy ban Nhân dân huyện cho 22 tập thể và 27 cá nhân có thành tích trong thực hiện thỏa thuận liên ngành số 01-02 năm 2022.